Từ ngày 23 tháng 11, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh thông thường. Nông dân miền Tây chuẩn bị cây sứ đa sắc để phục vụ Tết nhâm dần 2022. Tại Bình Thuận, đột nhập trụ sở công an để trộm tan vật Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Quý vị vừa đến với những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, rất nhiều người dân tại các địa phương bức xúc về tình trạng trộm cắp vặt diễn ra cả ngày lẫn đêm, từ máy bơm nước, bệnh ác quy, gương xe chiếu hậu, cho đến các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như là đôi dép hay là những bộ quần áo cũ. Để hạn chế tình trạng tài sản không cánh mà bay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một phóng sự ngắn trong chuyên mục chuyện cảnh báo với hy vọng sẽ giúp cho quý bà con nâng cao cảnh giác hơn nữa đối với bọn tội phạm. Còn bây giờ bản tin sẽ được bắt đầu từ những thông tin nóng nhất mới nhất được phóng viên thường trú tại các địa phương của chúng tôi cập nhật. Tình hình dịch Covid-19 tại khu vực miền Tây đang có những diễn biến phức tạp. Nhiều tỉnh thành liên tục ghi nhận F0 mới tăng cao. Chính bởi vậy, tại tỉnh Đồng Tháp, từ 0 giờ ngày 23 tháng 11, bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã chính thức tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu, chỉ tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 mức độ trung bình và nặng trên địa bàn tỉnh. Hiện tại ngoài tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân chạy thận nhân tạo đang điều trị định kỳ tại bệnh viện thì tất cả các hoạt động khám điều trị của các khoa đã tạm ngừng hoạt động, nhưng bệnh nhân đang điều trị nội trú cũng đã được cho xuất viện hoặc cho chuyển tuyến đến các bệnh viện khác. Để chuẩn bị điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bệnh viện đã bố trí 150 giường bệnh ICU để điều trị bệnh nhân COVID mức độ trung bình và nặng trong tổng số 550 giường của bệnh viện. Được biết, Bệnh viện Đa khoa Sadek đã bị phong tỏa từ ngày 24 tháng 6 năm 2021 sau khi xuất hiện một ca nhiễm ở khoa nội tổng hợp thuộc khu C của bệnh viện. Đến ngày 9 tháng 8 năm 2021, bệnh viện chuyển sang trạng thái tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ trung bình và nặng. Ngày 3 tháng 11, bệnh viện chính thức hoạt động bình thường trở lại theo phương thức bệnh viện tách đôi, vừa khám điều trị bệnh nhân thông thường, vừa điều trị bệnh nhân COVID mức độ vừa và nặng. Sau 20 ngày hoạt động, người dân bốn huyện phía nam của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đón nhận thông tin không vui khi bệnh viện Sa Đéc tiếp tục dừng tiếp nhận khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu từ ngày 23 tháng 11. Sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 gần chạm mốc 1.000 ca một ngày, thành phố Cần Thơ đã siết lại nhiều hoạt động để phòng dịch, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người đặc biệt yêu cầu người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 hạn chế ra khỏi nhà hoặc đến nơi đông người. An Giang và Bạc Liêu cũng đưa ra nhiều giải pháp để chống dịch. Cụ thể ra sao? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến nơi tập trung đông người, đồng thời yêu cầu người dân đến giao dịch, tham gia hoạt động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ bắt buộc phải quét mã QR bằng ứng dụng bc covid hoặc khai báo y tế nếu không có điện thoại thông minh và khuyến khích cơ sở hộ kinh doanh thực phẩm ăn uống, nhà hàng, quán cà phê, trà sữa bán hàng mang đi. Còn ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thống nhất tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn từ 0 giờ ngày 25 tháng 11. Các lực lượng tham gia trực Tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 sẽ tham gia tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 lưu động tại địa phương. Người dân về từ các tỉnh, thành phố phải khai báo y tế tại địa phương theo quy định. Chỉ thực hiện xét nghiệm tầm soát khi cán bộ công chức viên chức người lao động có biểu hiện triệu chứng, nghi mắc hoặc khi phát hiện trong đơn vị có F0 và cần tầm soát truy vết theo quy định. Không xét nghiệm tầm soát định kỳ một lần một tuần cho tất cả nhân sự tại đơn vị. Trong khi đó, từ hôm nay tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành việc xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp BCA cho toàn bộ cán bộ công chức viên chức người lao động tại cơ quan đơn vị cấp tỉnh. Vì xét nghiệm này được chia ra từng đợt nhưng đảm bảo 100% người làm việc ở cơ quan này đều phải xét nghiệm BCA mỗi tuần một lần. Tạm ngưng toàn bộ dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ và phát phiếu đi chợ trở lại. Không chỉ tại các tỉnh thành ở khu vực miền Tây có số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, mà tại thành phố Hồ Chí Minh tình trạng này cũng tương tự như thế. Hiện tại thành phố đã có hơn 56.000 người dân đang cách ly tại nhà. Trước bối cảnh này, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa ra văn bản khẩn về việc cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0 phiên bản 1.6. Thưa quý vị khán giả, theo hướng dẫn mới, đối tượng được quản lý và cách ly tại nhà là người mắc COVID-19 F0 mới có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh dương tính nhưng không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, độ tuổi từ 1 đến 50 tuổi, không có bệnh nền, có khả năng tự chăm sóc bản thân, trong gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi hay có bệnh nền. Trạm y tế phường xã thị trấn chịu trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật danh sách người F0 trên địa bàn từ nhiều nguồn khác nhau sau đó nhập thông tin F0 trên phần mềm, chuyển thông tin F0 cho các cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, được phân công trong vòng 4 đến 6 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin. Trong vòng 24 giờ sau khi nhận danh sách, cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà được phân công quản lý F0 phải tiếp cận F0 hoặc gia đình F0 để đánh giá các điều kiện cách đi tại nhà. Trong trường hợp F không đủ điều kiện cách ly tại nhà, sẽ phát tờ rơi hướng dẫn những điều cần tuân thủ, tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà, cấp phát thuốc điều trị COVID-19 theo quy định. Trong trường hợp F0 có chỉ định dùng thuốc, nhân viên của cơ sở này cho người bệnh ký cam kết và cấp phát thuốc tại nhà cho F0 gói C. Khi F0 cảm thấy khó thở, phải liên hệ ngay với cơ sở đang quản lý F0 để được tư vấn, hỗ trợ bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh. Nếu có chỉ định nhập viện, sẽ cho người bệnh sử dụng một liều duy nhất, gói B, trước khi chuyển viện. Về xét nghiệm cho người F0 tại nhà sẽ lấy vào ngày thứ 14 để chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, cơ sở được phân công quản lý F0 lập danh sách báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường, xã, thị trấn để cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly theo quy định. Trong trường hợp F0 có các dấu hiệu chuyển nặng, cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà hướng dẫn xử trí cấp cứu cho người bệnh, đồng thời liên hệ tổ phản ứng nhanh để được hỗ trợ xử trí cấp cứu và chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Thưa quý vị khán giả, mới đây mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh tượng nam thanh niên bị một đối tượng điều khiển xe máy gây tai nạn rồi tấn công giả man trước sự chứng kiến của nhiều người. Điều đáng nói khi được người dân can ngăn, đối tượng này còn đuổi theo tấn công khiến không ai dám lại gần can thiệp. Clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị một đối tượng tấn công. Hành động tấn công này được cho là rất giả man bởi sau khi nam thanh niên bị xe máy tông bất tỉnh nằm bên vệ đường, Đối tượng còn tiếp tục dùng chân giảm đạp lên người, đá vào đầu nam thanh niên. Đáng nói hơn, đối tượng này còn lấy nồi nước sôi bốc khói hất vào đầu nam thanh niên, khiến người này dùng dễ trong đau đớn. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng cuối tháng 10 năm 2021 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Đắc Miên, huyện Đắc Miên. Người tấn công nam thanh niên tên là HQJ, trú tại địa phương, đã được gia đình bảo lãnh về nhà do có yếu tố bệnh lý liên quan đến tâm thần. Nam thanh niên bị tấn công và dội nước nóng, bị chấn thương và bỏng phần dây. Công an huyện Đắc Minh đang thủ lý giải quyết vụ việc. Thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ việc đau lòng có liên quan đến những người tâm thần. Chính vì vậy, những gia đình có người mắc bệnh cần có biện pháp quản lý chặt chẽ người bệnh để không xảy ra những vụ việc đáng tiếc như thế này. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý tại tỉnh Vĩnh Long. Ngày 23 tháng 11, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Mừng về hành vi khai thác các sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản. Theo đó, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện phương tiện cho ông Đào Văn Cảnh, 54 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, điều khiển, hút cát từ lòng sông Cổ Chiên. Số cát được bơm vào phần đất của ông Trần Văn Mừng, 53 tuổi, ngụ huyện Mang tỉnh Vĩnh Long, Tại thời điểm kiểm tra, ông Cảnh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát. Qua làm việc, ông Mừng khai nhận đã thuê ông Cảnh điều khiển phương tiện và hút 810 mét khối cát lên sang lấp phần đất của mình. Công an tỉnh Vĩnh Long đã đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Mừng, số tiền là 150 triệu đồng, tịch thu toàn bộ khoáng sản quy đổi thành tiền là 48,6 triệu đồng. Tổng số tiền ông Mừng phải đóng phạt là 198,6 triệu đồng. Đồng thời ông Mừng phải bơm toàn bộ khối lượng 810 mét khối cát sông trả lại lòng sông, nơi khu vực đã khai thác trái phép. Thưa quý vị, mới đây, theo đại diện của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đơn vị chủ đầu tư dự án khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn thuộc dự án xây dựng sân bay Long Thành cho biết, thời gian gần đây liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản và vật tư tại công trường thi công dự án khiến cho nhiều người hoang mang và lo lắng. Sàng lọc các đối tượng cho tới ngày 22 tháng 11 vừa qua, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng trộm cắp tài sản tại đây. Qua điều tra, tại gói thầu số 24-25 liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp thiết bị điện và hệ thống chiếu sáng. Bước đầu, xác định mất 14 trụ chiếu sáng, 276 m cáp chiếu sáng, 39 bộ đầu hạ thế của 11 máy biến áp, làm hư hỏng một máy biến áp, mất cáp ngầm trung thế tại đường N54, cáp ngầm hạ thế tại tuyến đường N20 qua sàng lọc công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã xác định bắt và khởi tố bị can đối với hoàng ngọc đồng và nguyễn văn bắc cùng quê tỉnh thanh hóa về hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng này là công nhân làm thuê tại công trình xây dựng khu tái định cư lộc an bình sơn họ đã lợi dụng sơ hở của một số nhà thầu để trộm tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân theo lực lượng công an huyện long thành ngoài hai đối tượng đã bị bắt thì vẫn còn một số đối tượng khác nên đang tiếp tục điều tra xác minh Liên quan đến vụ án mạng do ghen tuông, một người đàn ông mang dao đến nhà của vợ cũ đâm chết tình địch gây rúng động dư luận tại tỉnh Bình Phước. Cơ quan công an tỉnh Bình Phước vừa thông tin nhanh đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Văn Thịnh để điều tra về hành vi giết người. Được biết, Nguyễn Văn Thịnh bị lực lượng chức năng bắt giữ khi quay trở về nhà dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị tẩu thoát khỏi địa phương. thưa quý vị. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 21 tháng 11, Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe máy đến nhà chị N, vợ của cổ Thịnh ở huyện Lộc Ninh tìm anh Trương Thanh P, 43 tuổi, người đang sống chung như vợ chồng với chị N. Đến nơi, Thịnh lao vào phòng khách gặp anh P đang ở đó, trong lúc xô xát Thịnh rút con dao nhọn mang theo đâm vào ngực anh P. Chị N cùng người nhà chạy vào căn ngăn nhưng Thịnh tiếp tục đâm anh P rồi lên xe máy bỏ chạy. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 11, khi các lực lượng đang mật phục tại nhà của Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, thì phát hiện nghi can này về nhà lấy đồ đạc để tiếp tục bỏ trốn. Khi các lực lượng vây bắt, Thịnh đã khóa trái cửa, không chịu đầu thú, dù được vận động. Lực lượng công an đã phải phá cửa vào bên trong và bắt giữ Thịnh khi đang ẩn nấp dưới gầm giường. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Còn tại tỉnh Bình Thuận, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân cho biết đang tạm giữ đối tượng Hứa Thế Nhật sinh năm 1983, tạm trú tại địa phương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, đối tượng này không đột nhập nhà dân bình thường để lấy tài sản, mà lợi dụng đêm tối, y cãi gan đột nhập vào trụ sở công an để trộm lại tăng vật. Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận vài ngày qua. Vào chiều ngày 21 tháng 11, Hứa Thế Nhật điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A, địa phận huyện Hàm Tân, nhưng không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe. Nhật bị tổ tuần tra giao thông công an huyện Hàm Tân lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý. Đến rạng sáng 22 tháng 11, lợi dụng trời tối, Nhật đã đột nhập vào trụ sở công an huyện thực hiện hành vi trộm lại chiếc xe máy của mình, nhưng đã bị tổ canh gác tuần tra đêm của công an huyện kịp thời phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Tân đang điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sáng ngày 24 tháng 11, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp cục cảnh sát hình sự Bộ công an đấu tranh triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn của thành phố và các tỉnh Tây Nam Bộ. Được biết, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam 5 đối tượng. Đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động lưu động từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh Tây Nam Bộ do Lưu Hoàng Hải, sinh năm 1972, ngụ tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Trong năm 2012, trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam Bộ xuất hiện nhóm đối tượng tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà thông qua môi giới rao bán trên mạng, số điện thoại cắm biển trên đất để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để photo. Sau đó các đối tượng mang đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thủ đoạn của chúng là lấy tên giả sử dụng số điện thoại khuyến mãi để liên hệ gặp chủ đất để xem vị trí thửa đất nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính để đặt cọc lợi dụng chủ đất không chú ý chúng tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật rồi thuê người đóng giả chủ đất làm giả các giấy tờ tùy thân của chủ đất chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn để ủy quyền chuyển nhượng cho người khác với giá rẻ hơn giá thị trường thực hiện xong giao dịch chúng tắt điện thoại di động qua điều tra các đối tượng khai nhận do có làm môi giới bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh nên quen biết nhau ở các quán cà phê và bàn bạc thỏa thuận cùng nhau thực hiện hành vi nêu trên. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm của Hải đã thực hiện 4 vụ đánh tráo 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận Ninh Kiều và Cái Răng, thành phố Cần Thơ, trị giá 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này theo giá trị thị trường là khoảng 80 tỷ đồng. Nhóm này đã thực hiện giao dịch được 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra các đối tượng còn khai nhận đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Sóc Trăng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên xin liên hệ với điều tra viên Nguyễn Ngọc Triều, điện thoại 0937 627 997 để cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra vụ án. Hồng xin chia sẻ đến quý vị một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, ong vò vẽ nổi tiếng là loại ong dữ. Nọc độc của nó sau khi vào cơ thể con người sẽ gây ra dị ứng như phù nề, nổi bề đây. Và nặng nhất là sốc phản vệ, có thể làm nạn nhân tử vong nhanh chóng chỉ sau 15 phút. Và mới đây thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt thành công tổ ong vò vẽ khủng trên cây xanh trong thảo cầm viên để tránh gây nguy hiểm cho bà con khi đến tham quan vui chơi tại đây. Và bây giờ sẽ là những hình ảnh cận cảnh của lực lượng chức năng xử lý thành công tổ ong vò vẽ này. Mời quý vị cùng theo dõi. Ban quản lý thảo cầm viên cho biết tổ ong vò vẽ này có đường kính gần 1 mét, ước chừng có 1.000 con làm tổ trên cành cây cao khoảng 30 mét đã được phát hiện hơn một tuần. Xác định đây là loài ong đặc biệt nguy hiểm nhất là lại nằm trong khu vực có đông người đến tham quan trong đó có nhiều trẻ em. Nếu tổ ong rớt xuống sẽ rất nguy hiểm nên ban quản lý thảo cầm viên đã thông báo đến cơ quan chức năng nhờ xử lý sau khi nhận được đề nghị BC07 đã điều động các chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến thảo cầm viên để triển khai phương án bắt tổ ong. Trong đêm tối, các chiến sĩ đã mặc đồ bảo hộ lên xe thang để tiếp cận tổ ong vò vẽ và dùng vật lưới bọc tổ ong và đưa xuống đất an toàn. Sau đó, tổ ong vò vẽ này được ban quản lý thảo cầm viên đưa đi xử lý, phục vụ công tác nghiên cứu. Quý khán giả thân mến, để kịp sản xuất cho vụ Tết Nguyên Đán năm 2022, nhiều nông dân ở miền Tây đang chảy nước rút để kịp đưa ra thị trường những chậu hoa kiển đẹp nhất trong dịp Tết sắp tới. Mặc dù hiện nay đang trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành, nhưng người trồng hoa kiển vẫn rất chăm chỉ, chuẩn bị cây như thường lệ. Tuy nhiên, họ chỉ xuống giống những loại hoa kiển truyền thống, chất lượng, không chạy theo số lượng và thị hiếu như những năm trước. Theo ghi nhận của phóng viên chương trình, trên những cánh đồng trồng hoa kiển, bà con không tụ tập trò chuyện rôm rã, mỗi người một việc, ai làm việc nấy và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Như thường lệ, vào khoảng tháng 9 năm lịch, những nhà vườn trồng sứ sẽ bắt đầu chuẩn bị chiếc kép cây để kịp cho thị trường Tết. Trong những năm qua, sứ được xem là loại cây tiềm năng vì dễ trồng, dễ chăm sóc nhiều nhà vườn đã mạnh dạng áp dụng kỹ thuật lai tạo như thủ phấn cấy bo để xuất hiện nhiều loại hoa mới đa dạng màu sắc nên được nhiều khách hàng săn đón mặc dù đã chuẩn bị cho vụ hoa xuân thế nhưng nhiều nhà vườn vẫn không khỏi lo lắng cho thị trường năm nay mặc dù đến thời điểm hiện tại tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp thế nhưng nhiều nhà vườn vẫn cố gắng chuẩn bị cho vụ hoa tết Hy vọng tình hình dịch sớm được đẩy lùi để những nhà vườn trồng hoa kiển được hưởng một mùa chợ hoa xuân trọn vẹn. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh những tấm tôn bị gió thổi bay trên đường khiến cho nhiều người không khỏi thất kinh. Sự việc hy hữu xảy ra tại ngã tư chợ Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã được camera hành trình của ô tô ghi lại. Mời quý vị theo dõi. Theo đoạn camera ghi lại, thời điểm này rất nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường thì bất ngờ hàng loạt tôn từ phía trước bị gió cuốn bay ra phía sau mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn rất may không có ai bị thương vì đã có ô tô bán tải đi phía trước che chắn sự việc khiến nhiều người lo lắng về việc các loại xe thô sơ chở vật liệu giữa đường phố đông đúc mà không chặn buộc che chắn an toàn xe mất giờ ai lấy mất xe bao giờ tìm lại được Thưa quý vị, đó luôn là những câu hỏi thường trực của các nạn nhân khi trình báo với cơ quan công an, trong khi nguyên nhân dẫn đến vụ trộm lại được ít người nhắc đến. Thực tế, nhiều vụ trộm xe máy bắt nguồn từ chính sự bất cẩn của chủ phương tiện. Dưới đây là ba trong số những vụ trộm được camera an ninh ghi lại. Mời quý vị theo dõi và cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình, nhất là vào những ngày cuối năm. Camera ghi lại vụ trộm vào trưa 21 tháng 11, tại trước một shop đồ ở khu vực phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, Hai đối tượng đi xe máy xuất hiện, tên ngồi sau bước xuống, nhanh chóng tiến tới bẻ khóa xe máy màu đen, chưa kịp lấy biển số. Chỉ trong vài giây, đối tượng cùng đồng bọn tẩu thoát. Người dân bên trong phát hiện chạy ra, nhưng đã quá trễ. Trong diễn biến vào tối 20 tháng 11, tại trước một công ty ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, chiếc xe máy màu đô để trước không hề trông coi cũng bị đạo chích dùng đoạn bẻ khóa, sau đó chạy đi mất. Cuối cùng, tại khu vực Biên Hòa Đồng Nai, vào tối 19 tháng 11. Lần này chiếc xe Alpha dựng bên trong, nhưng cửa trước lại không đóng. Tên trộm đội nón đỏ mặc áo sơ mi, sau khi quan sát, đã rình lẻn vào, nhẹ nhàng đặt nón bảo hiểm từ xe xuống đất, rồi dắt ra ngoài, bẻ khóa chạy đi. Trong lúc đang ngồi chơi cờ tướng với người nhà, một người đàn ông bị một đối tượng từ đâu đến hung hăng cầm ghế gỗ đập thẳng vào đầu khiến cho nhiều người xôn xao. Sự việc xảy ra tại tổ dân phố 90, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, mời quý vị cùng theo dõi. Theo đoạn clip, một nam thanh niên lạ mặt từ đâu lao tới, hắn ta cầm chiếc ghế gỗ đập mạnh vào mặt người đàn ông đứng đối diện. Nạn nhân bị đánh bất ngờ liền bỏ chạy vào nhà. Gã thanh niên hung hãn đuổi theo, liên tục cầm ghế đập mạnh vào đầu, lớn tiếng thách thức đối phương. Khi đã hả dạ, hắn ta ném mạnh ghế xuống đất rồi quay người bỏ đi. Được biết nhóm đối tượng hung hãn này là chủ nợ của cô gái nạn nhân trong clip thời gian vừa qua tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp và đáng nói cả những vụ trộm cắp và khiến cho người dân vô cùng bất an thực tế cho thấy thường những chuyện trộm cắp vặt chúng ta vẫn cho là chuyện nhỏ nên thường thờ ơ ít lên án nên tình trạng trộm cắp vặt phá hoại tài sản công cộng xảy ra ngày càng nhiều và mặc dù những món đồ bị mất trộm tuy không có giá trị cao nhưng lại gây nhiều phiền toái cho gia chủ để tránh tài sản không cánh mà bay bích hồng xin gửi đến quý vị một phóng sự ngắn để quý bà con nâng cao cảnh giác hơn với nạn trộm vặt phóng sự này sẽ có trong chương mục chuyện cảnh báo ngay sau đây những năm gần đây, liên tục rộ lên vấn nạn, trộm vặt. Nhiều gia đình không khỏi bức xúc khi gặp phải tình trạng này. Bạn mình thì đã từng bị như vậy rồi. Bạn đó bị mất nón bảo hiểm ngay chỗ bãi dưới xe. Tuy là nó không có giá trị nhiều nhưng mà kiểu nó cứ bức rứt trong lòng. Mình mình kiểu như cũng là tiền của mình làm ra mình mua nó mà cho nên là mình rất là tiếc. Mình là nhân viên full time thì khi mà làm việc á đó thì phải để thùng rác ở ngoài cửa hàng. Khi mình bị mất thùng rác á, thì mình cũng ảnh hưởng tới tập thể và mình là người đền bù cũng rất là khó chịu. Một chiếc thùng rác đôi khi không có giá trị lại đang trong quá trình sử dụng mà vẫn bị dòm ngó. Dưới đây là camera cần cảnh tên trộm thản nhiên rinh chiếc thùng rác của nhà dân. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu gia chủ bị mất trộm thùng rác. Câu chuyện này đã lặp lại nhiều lần mà vẫn chưa được giải quyết. Ngay cả đôi dép để trước nhà cũng không thoát khỏi số phận bị trộm. Hình ảnh khiến người xem không khỏi bất ngờ, hai cô gái trẻ đi xe đạp điện nhìn thấy hai đôi dép để trước nhà, nhanh chóng gom gọn rồi chạy mất. Sự việc xảy ra tại Đồng Nai, ngay cả gia chủ cũng khá ngạc nhiên bởi hai đôi dép cũng chẳng phải còn mới. Còn đây là hình ảnh đáng xấu hổ của một người đàn ông. Người này đi cắt tóc rồi tiện tay lấy trộm đồ nghề của tiệm. Sau khi quan sát thì âm thầm ra về, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Những con cá bảy màu có giá trị thấp cũng bị một thanh niên âm thầm vớt đi trong đêm. Thật không thể lường lòng tham của những tên trộm vặt, hầu hết những món đồ lớn nhỏ chỉ cần sơ hở, đều sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Với một cái tâm lý rằng là à, à, thôi thì cái món đồ này nhỏ nhặt quá, thì chắc là lấy thì sẽ không bị xử lý gì đâu, à, hoặc là những cái món đồ này nó nằm ngoài khỏi cái tầm với của chủ sở hữu ví dụ như các cái tài sản được treo móc phía ngoài cửa tức là không có cái điều kiện để bảo vệ nó thì các đối tượng nghĩ rằng cái việc thực hiện hành vi là trộm cắp này sẽ không gây ra những cái hậu quả pháp lý cho nên nó dẫn đến cái việc là thôi thì sẽ quay qua trộm vặt để có thể đáp ứng những cái về cái vấn đề nhu cầu của các cái đối tượng mà hiện giờ đang khó khăn về kinh tế và vô công rỗi nghề thì tôi nghĩ đó là cái nguyên nhân. Nếu như trước đây đào chích thường hoạt động vào ban đêm, những lúc người dân ngủ say để tiện ra tay an toàn, thì ngày nay chúng bất chấp ngày đêm liều lĩnh ra tay ngay giữa ban ngày. Mới đây, vụ việc được camera an ninh ở thành phố Thủ Đức ghi lại cho thấy, người đàn ông đi xe máy quan sát thấy của hơi, liền thẳng nhiên bước xuống xe, vác trộm tấm sắt dắt xe khá dài và công kênh của nhà dân, rồi leo xe chở đi. Tương tự, một vụ việc ở thành phố Dĩ An, Bình Dương. Nhìn thấy cửa hàng đóng cửa, một thanh niên bắt ghế đứng lên lấy trộm chậu lan treo trên cao, mà không hề có một biểu hiện ngó nghiêng hay lo sợ bị phát hiện. Hành động tự nhiên và thuần thục như tài sản của chính mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Vích Hồng và Đạo Duy rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt tại đây. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Cũng đừng quên thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch Covid-19 thật tốt quý vị nhé. Còn bây giờ Đào Duy và Bích Hồng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.